Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương xứ Huế. Hồi ký, tác giả Lê Huy Mai, giọng đọc Hải Yến, số 12. Lắng nghe, tôi nhận thấy giọng Bắc chứ không phải giọng Nam, càng không phải tiếng của quân địch. Thì ra, anh Trần Xuân Nghiễm, chủ nhiệm trinh sát trung đoàn, và một số anh em trinh sát đến đón tôi và Tứ. Phút giây mừng rỡ thật bất ngờ đến với chúng tôi. Gặp tôi và anh Tứ, anh Trần Xuân Nghiễm nói ngắn gọn. Sau khi nắm tình hình các đơn vị, tham mưu trưởng trung đoàn Vũ Thế Đào biết Lê Huy Mai, đại đội trưởng trinh sát, bị thương ở Tài Lương. Anh ấy đã ra lệnh cho chúng tôi quay trở lại đón các anh. Chúng ta đi ngay, kẻo trời sáng. Tôi thầm cảm ơn tham mưu trưởng trung đoàn Vũ Thế Đào. Tôi cũng thầm cảm ơn đơn vị và anh em đồng đội đã không quên chúng tôi. Trong lúc đơn vị đang ở thời điểm nước sôi lửa bỏng, phải giải quyết bao nhiêu công việc gấp gáp, tôi càng hiểu thế nào là tình đồng chí, thế nào là tình đồng đội. Tôi và anh Tứ được đưa tới làng Thẩm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nơi đội phẫu thuật của trung đoàn đóng quân. Bác sĩ quân y, đội phẫu thuật dã chiến đã tháo băng, mở vết thương, gấp ra một viên đạn AR-15 và nhiều mảnh nhỏ găm trong người tôi. Vẫn còn một số mảnh quá khó không thể gấp ra được. Sau đó các vết thương đã được khâu, băng bó xử lý lại. Đêm hôm ấy, đội phẫu cũng mổ, cắt đi nửa mét ruột có khả năng hoại tử, rửa ổ bụng rồi khâu vết mổ cho anh Nguyễn Hữu Tứ. Ca mổ may mắn thành công, trong điều kiện không có thuốc gây mê, chỉ có thuốc tê. Anh Tứ đã chịu đựng vượt qua những cơn đau đớn cắt ruột, quả là điều kỳ diệu cho cả hai phía, thương binh và bác sĩ đội phẫu dã chiến trung đoàn 1. Tôi và anh Tứ được xử lý vết thương xong xuôi, chưa được yên tĩnh nghỉ bao lâu thì pháo địch lại dồn dập bắn vào làng Thẩm Khê. Có quả đạn pháo nổ rất gần, đất đá mảnh đạn bay rào rào rơi xuống nơi thương binh đang nằm. Nguy hiểm quá, tôi và anh Tứ tự động bò xuống hầm bất chấp nguy hiểm từ vết thương và đạn pháo. Mọi người dành cho anh Tứ một chỗ nằm tránh đạn, anh đau đớn quằn quại nhưng không một lời kêu la. Dứt loạt pháo, mọi người lại đưa anh ra khỏi hầm để bác sĩ xử lý tiếp vết mổ. Mấy ngày sau, vết mổ của anh Tứ tấy đỏ, bụng anh trướng lên, các y bác sĩ phải phẫu thuật để hút máu và dịch ở ổ bụng ra. Quanh vết mổ của anh Tứ đã hoại tử không sao khâu kín được. Nhìn anh Tứ chống chọi với tử thần, chúng tôi, những người đồng đội, thấy như ai sát muối vào chính nơi gan ruột mình vậy. Mấy ngày tiếp theo, những cuộc càn quét qua lại của địch vào nơi trú quân của đội phẫu dã chiến của trung đoàn thường xuyên hơn. Khi giặc đến, thương binh nặng được du kích cùng nhân dân đưa xuống hầm bí mật. Anh em thương binh còn lại và đội phẫu được di chuyển ra bãi cát giữa làng Thẩm Khê và làng Kim Giao, xã Thanh Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để tránh địch. Mỗi khi địch càn qua làng lùng sục bãi cát hoặc trực thăng cắn gáo Mỹ nhòm ngó xăm soi, thương binh và y bác sĩ đều vùi mình trong cát rồi phủ lá cây bụi cỏ lên trên để che mắt địch. Đây là sáng kiến của du kích huyện Hải Lăng, được phổ biến nhanh tới thương binh và đội phẫu. Nó đã được mọi người áp dụng kịp thời, anh em thương binh phải vùi mình trong cát nóng để tránh địch. Nhưng khi nghe tin quân ta chiếm giữ được thành phố Huế trong những ngày qua, ai cũng mừng khấp khởi. Chỉ tiếc là mình không được trực tiếp tham gia trận này. Tin tức từ trung đoàn báo về cho biết trung đoàn trưởng Từ Duyệt vì lý do sức khỏe đã ra miền Bắc an dưỡng kể từ sau trận đánh ở làng Long Quang, Linh Yên. Tham mưu trưởng Vũ Thế Đào
được giao chức quyền trung đoàn trưởng. Vào đúng thời khắc rằm tháng giêng, thương binh chúng tôi được lệnh lên vùng rừng núi Tây tỉnh Quảng Trị. Tối hôm ấy, đoàn thương binh bùi ngùi chia tay các bác sĩ, y tá, đội phẫu dã chiến, chia tay đồng bào du kích làng Thẩm Khê yêu quý và đầy tình nghĩa. Đoàn chúng tôi có hai thương binh nặng phải cáng, còn lại mọi người cố gắng đi suốt đêm. Dù vết thương đau nhức nhưng không ai kêu rên. Tất cả đều cố bước theo đồng đội. Khi vượt qua mương lúc lội ruộng, các đồng chí thương binh còn yếu được anh chị em du kích người dìu kẻ dắt để vượt qua. Vượt đường một là một thử thách. Nơi đây dễ đụng độ với biệt kích, thám báo và lực lượng tuần tra của địch. Nhờ du kích địa phương dẫn đường thông thạo, lại nắm vững quy luật hoạt động của địch, nên đã chọn đúng thời cơ và thời điểm tốt nhất, đưa được đoàn thương binh vượt qua đường một chót lọt trước khi trời sáng. Chiều hôm đó, đoàn thương binh chúng tôi tới bệnh viện Hà Đông, một bệnh viện dã chiến của mặt trận đóng ở vùng núi giáp danh phía tây huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Thương binh được ở nhà lán lợp lá giữa rừng, được ngủ giường tre có vách nứa bốn bề che chắn. Giường nằm được lót vải, lót lá rất êm. Ổn định xong chỗ ăn ở, chúng tôi được kiểm tra sức khỏe, thăm khám xử lý vết thương rất tỉ mỉ chu đáo. Trong những ngày điều trị, thương binh được uống các loại thuốc vitamin. Thời ấy, thứ thuốc này rất quý hiếm. Sức khỏe của nhiều anh em thương binh đã nhanh chóng hồi phục. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra chưa được vài tuần, tôi lại bị thương, chưa được đặt chân đến bờ sông Hương, chưa được vào đến cố đô Huế. Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện Hà Đông, tôi nhớ đơn vị, nhớ đồng đội vô cùng và nóng lòng mong ngày trở về đơn vị chiến đấu bên đồng đội của mình. Bệnh viện Hà Đông đóng ở huyện Hải Lăng, bờ bắc sông Mỹ Chánh, nam tỉnh Quảng Trị. Bệnh viện nằm trong cánh rừng kín khuất, che phủ bởi tán cây, có dòng suối chảy qua róc rách suốt ngày đêm. Cách chiến trường không xa, nhưng bệnh viện và thương bệnh binh nơi đây vẫn an toàn, bởi ta giữ bí mật tuyệt đối. Tất cả rác thải bệnh viện đều không để rơi xuống suối. Bệnh viện đã ở đây khá dài ngày, nhưng địch không phát hiện được. Hơn một tuần ở bệnh viện Hà Đông chữa trị vết thương, có tới 4 lượt cán bộ tỉnh đội Quảng Trị vận động tôi về nhận công tác ở các đơn vị phục vụ chiến đấu của bộ đội địa phương. Tôi đều từ chối, chỉ mong sao vết thương của mình chóng lành để về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Nhiều thương binh, bệnh binh của Trung đoàn 1 đang điều trị tại đây cũng như tôi, ngày đêm hướng ra chiến trường phía trước. Có người vết thương chưa lành hẳn, sốt rét vừa cắt cơn đã xin ra viện. Trong thời gian tôi điều trị vết thương, Trung đoàn 1 đánh nhiều trận, diệt nhiều địch trên các địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Các đơn vị của Trung đoàn đã bắn chìm tàu chiến địch trên sông Hương. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 vẫn đang tiếp diễn trên khắp các đô thị và vùng giáp danh trên toàn miền Nam. Tin chiến thắng từ Trung đoàn liên tiếp vọng về, thương binh thêm nức lòng hồ hởi. Ai cũng thấy vết thương như mau lành, sức khỏe hồi phục nhanh. Tôi và nhiều anh em thương bệnh binh đều rất mong ngày ra viện để sớm được trở về đơn vị chiến đấu. Sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện dã chiến Hà Đông, rồi ngày ra viện cũng đến, thương binh xuất viện được chia thành nhiều nhóm lên đường trở về đơn vị. Nhóm bộ đội địa phương được tỉnh đội Quảng Trị đến đón, nhóm về Trung đoàn 2 đi theo hướng chiến trường khác, nhóm về Trung đoàn 1 rất đông. Các anh là những người của tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3 và các đại đội trực thuộc 14, 16, 15, 18. Mỗi người lên đường về đơn vị được cấp 5 bò gạo, một ít muối và một hộp thịt xay. Vậy là yên tâm đủ lương ăn để hành quân tìm đường về đơn vị. Rất may, trong nhóm thương binh tìm về đơn vị có đồng chí Lương Ngôn quê ở Cao Bằng.
Anh là cán bộ chỉ huy phân đội phòng không 12 ly 7 thuộc đại đội 16 trung đoàn 1, người có trách nhiệm cao. Anh đã chủ động đôn đốc anh em làm công tác chuẩn bị. Cuối năm 1968, anh Ngôn trở thành chính trị viên đại đội 16. Đoàn còn có một đồng chí nuôi quân. Anh nhanh nhẹn xin đem theo được mấy cái nồi niêu song chảo làm dụng cụ nấu ăn dọc đường hành quân. Trước ngày lên đường, cả nhóm hơn 60 người tiến hành cuộc họp chuẩn bị. Tôi được bầu làm chỉ huy nhóm, một đơn vị tự nguyện hành quân, bao gồm các chiến sĩ bị thương và thương binh đã hồi phục, tình nguyện trở lại chiến trường ác liệt đang chờ họ ở phía trước. Tôi rất xúc động phải chia tay với thương binh nặng Nguyễn Hữu Tứ, quê Hà Tĩnh, người đồng đội thân thương từng chia lửa trên chiến trường nóng bỏng ác liệt, cùng nhau chiến đấu đã mấy năm qua. Anh Tứ nằm miết, nhiễm trùng ổ bụng, dội lên những cơn đau, nhưng vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Nhận ra tôi, Tứ hấp háy đôi mắt và đôi môi như muốn nói gì đó, hình như có đôi giọt nước mắt ứa ra. Tôi không dám tin là Tứ có thể sống nổi được vài hôm nữa. Thương quá, người trinh sát dũng cảm, người đồng đội thân yêu. Hôm đó, tôi triệu tập cả nhóm lại, kiểm tra công tác chuẩn bị và thống nhất những công việc chính trong khi hành quân trước lúc chia tay bệnh viện để lên đường ra chiến trường phía trước. Tôi nói với anh em, tôi là Lê Huy Mai, đại đội trưởng trinh sát trung đoàn 1. Tôi tin sẽ tìm được đường đưa anh em về lại đơn vị cũ với ba điều kiện. Một là mọi người đều phải tự giác giữ bí mật. Hai là ai cũng phải bám sát đội hình hành quân. Ba là mọi người phải chấp hành người chỉ huy, chủ động cùng nhau tự lo lấy công tác bảo đảm ăn ngủ nghỉ cho bản thân mình. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Tiếng nói đồng tình vang lên. Theo kinh nghiệm của trinh sát, tôi đi đầu đội hình, bỏ đường lớn, theo con đường mòn nhỏ, luồn rừng tiến về hướng Nam. Đó là con đường mà lực lượng vũ trang địa phương vừa bí mật mở ra phục vụ chiến trường. Con đường này đi rất gian nan, lúc đi dọc sống núi, lúc qua yên ngựa, khi luồn lòng khe cạn, rồi lại men theo sườn núi, rất hiểm trở. Các bến vượt sông đều kín khuất, dễ dàng cho bộ đội đi qua. Có lẽ đây là một trong những con đường giao liên dài theo đất nước, tỏa xuống các địa phương mà tôi đã được đi qua trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Thời kỳ này, quân Mỹ cùng quân đội Sài Gòn đang oằn lưng căng sức chống đỡ các đòn đánh của ta ở đồng bằng đô thị, nên vùng rừng núi chúng đánh phá có phần thưa hơn. Sức ép thám báo, biệt kích, pháo kích, ném bom lên đội hình đoàn thương binh hành quân tìm đường trở về đơn vị giảm nhiều. Từ trên đỉnh núi cao nhìn về hướng đông nam, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhận ra những cột khói lớn cao và tiếng nổ lụp bụp xa xôi đâu đó phía đồng bằng. Vào ban ngày trên đường hành quân, lúc nghỉ giải lao hoặc chiều xuống, anh em chúng tôi đều tranh thủ hái rau rừng, hoa chuối, măng le, chuẩn bị cải thiện bữa ăn. Gần tối, đoàn quân thương bệnh binh dừng lại nấu cơm. Tôi nhắc nhở anh em, nấu không khói, lấy củi không tiếng động và hoạt động không để lộ ra ánh sáng trong đêm. Tại nơi trú quân đêm, từng nhóm nhỏ tự giác thay nhau canh gác, cảnh giới tứ phía, như thể chúng tôi là một đơn vị chiến đấu thực thụ. Hàng ngày, từng nhóm nhỏ, anh em tự phân công nhau dậy, nấu ăn và nắm cơm cho bữa trưa. Những người chiến sĩ tự nguyện tập hợp thành một đội ngũ, tìm đường trở về đơn vị, nên tính tự giác và kỷ luật rất cao. Thật may, mọi việc diễn ra trên đường hành quân thuận lợi, không dính pháo, dính bom, không vướng mìn, vướng lựu đạn. Chúng tôi cũng không chạm trán thám báo biệt kích địch. Sau 3 ngày hành quân, vào buổi chiều cuối cùng của tháng 2 dương lịch năm 1968, đoàn quân chúng tôi nhìn lên phía trước.
Ở phía bên phải là ngọn núi cao, có đỉnh nhọn chọc lóc. Mọi người mừng quá. Nhớ lại trước lúc lên đường, anh em bộ đội địa phương Quảng Trị đã dặn đi dặn lại. Khi nhìn thấy quả núi có hình thù kỳ dị như vậy là các anh đã đi đúng đường. Nơi đó sắp tới dốc Ổ. Từ dốc Ổ có đường xuống huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Đi đến đây phải tìm cách bắt liên lạc với địa phương để họ cử giao liên dẫn đường mới tìm tới đơn vị được. Anh em đang loay hoay tìm vị trí thuận lợi để dừng chân nghỉ qua đêm thì tôi nhận được tin báo đoàn đi còn thiếu đồng chí Tới, chiến sĩ tiểu đoàn 1. Tôi quen biết Tới khi nằm cùng điều trị vết thương ở bệnh viện Hà Đông. Tới còn quá trẻ, mới khoảng 19-20 tuổi đời và rất hiền lành. Tôi quý mến chiến sĩ trẻ này ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi cầm lấy bi đông nước và túi khô cơm rang chuẩn bị được ở bệnh viện Hà Đông, rồi vội vã cùng một đồng chí nữa quay ngược đường trở lại tìm. Chừng nửa giờ đồng hồ thì bất ngờ gặp Tới. Anh lính trẻ măng ngồi lặng yên trên tảng đá bên một bờ suối có vách đá dựng đứng. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ không đẹp một chút nào. Có lẽ Tới định chọn vực sâu gieo mình xuống để giải quyết khó khăn chăng? Biết có người quay lại tìm mình, Tới quay mặt đi rồi khóc tu tu như đứa trẻ mắc lỗi. Làm sao thế Tới ơi? Tôi hỏi nhẹ nhàng. Em chết mất thôi anh ơi, em đói quá không thể chịu được nữa rồi. Tới trả lời đứt đoạn trong tiếng khóc. Sắp về tới đơn vị rồi, mình khắc có đủ gạo, em sẽ được ăn no. Chúng mình đã tới dốc Ổ, đường rẽ về đồng bằng Thừa Thiên Huế rồi đấy. Đơn vị đóng quân ở vùng này, em yên tâm đi. Tôi động viên Tới. Sau đó tôi lấy cơm khô rang và bi đông nước ra. Cả ba chúng tôi cùng ăn cùng uống hết khẩu phần dự trữ cuối cùng của tôi. Sau khi bình tĩnh lại, lấy lại được tinh thần, em ấy phấn chấn hẳn lên. Bám theo chân cánh lính đàn anh đi nhanh về vị trí dừng chân của đoàn. Thực tình mấy ngày hành quân trèo đèo vượt dốc, lội suối băng sông, khẩu phần ăn mỗi người chỉ vẻn vẹn một bò gạo chia ba bữa thì đói vẫn hoàn đói là phải. Mọi người, trong đó có tôi, cũng phải chịu cảnh đói cơm đuối sức, chứ không riêng gì chiến sĩ Tới đang tuổi ăn tuổi lớn như vậy. Sáng hôm sau, tôi quyết định cho bộ đội nghỉ lại, rồi cử một tổ cùng tôi đi trước tìm con đường đến dốc Ổ. Chúng tôi cố gắng tìm mọi cách bắt liên lạc với quân ta. Theo đường mòn, chúng tôi tiếp tục đi về hướng Nam. Sau một giờ dò dẫm thận trọng nghe ngóng, quan sát và lần tìm, tổ đi trước chúng tôi chợt nghe thấy phía trước có tiếng nói lao xao. Đến gần hơn, chúng tôi nghe rõ cả tiếng cười nói rôm rả, giọng miền Trung pha giọng miền Bắc. Tiếp cận gần hơn nữa, tổ đi trước phát hiện có một con đường mòn khác lớn hơn, cắt ngang lối cũ đang đi từ Tây sang Đông và thấy nhiều người đang đi trên con đường ấy. Anh em trinh sát nhận ra bộ đội mình. Chúng tôi vội vã đi ra đường mòn đuổi theo họ. Đó là đơn vị vận tải của Trung đoàn 1. Mừng đến trào nước mắt. Sống rồi anh em ơi! Tôi reo lên. Trung đoàn tổ chức trạm thu dung ở chân dốc Ổ thuộc xã Phong Sơn, huyện Phong Điền. Vừa tiếp tế quân lương vừa đưa đón bộ đội. Các anh đi xuống nhé. Một người lính vận tải nói cho tôi biết. Chúng tôi lập tức quay lại vị trí dừng chân, báo tin vui cho đồng đội. Mọi người đều phấn khởi. Ngay sau đó, ngay tại nơi nghỉ, anh em trong đoàn tổ chức liên hoan, bữa cơm no hơn các bữa khác bằng cách vét hết số gạo còn lại để nấu. Vì vậy, đoàn thương binh có một bữa ăn trưa hoan hỉ, không phải bằng cơm vắt mà là cơm còn nóng hổi. Đến 3 giờ hôm ấy, đoàn thương bệnh binh chúng tôi hành quân tới trạm thu dung của trung đoàn. Các anh bên bộ phận quân lực ra tiếp đón chúng tôi hồ hởi chu đáo, cùng chia sẻ niềm vui sau những ngày vất vả, đói khát,
luồn rừng đi tìm đơn vị. Chiều hôm sau, chúng tôi được chia thành nhiều tốp nhỏ theo đơn vị cũ. Mỗi người nhận mang thêm 2 đến 3 quả đạn B-40, B-41, DKZ hoặc cối 82 để tăng cường sức chiến đấu cho đơn vị. Mỗi nhóm chúng tôi đều có người dẫn đường xuống núi trở về với đơn vị của mình. Hôm ấy, đại đội trinh sát trung đoàn dừng chân ở làng Tây Hoàng, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Sau khi xuống núi, chúng tôi phải đi qua một cánh rừng bằng rất rộng, rồi vượt qua đường 1, nơi thường có quân địch qua lại kiểm soát, rồi tiếp tục luồn qua mấy làng mạc, xen kẽ đồng lúa và phải băng qua một bãi cát rất rộng, đi suốt một đêm. Rạng sáng hôm sau, tôi mới về tới đơn vị của mình. Đại đội trưởng trở về, anh em trong đơn vị mừng lắm. Mọi người cùng nhau đem bao chuyện vui buồn, dốc bầu tâm sự. Trao đổi với chính trị viên Nguyễn Bá Cự, tôi nắm được trong gần 3 tuần tôi điều trị vết thương, đại đội trinh sát hy sinh 3 đồng chí, 9 đồng chí bị thương, nhưng thành tích của đại đội cũng thật đáng nể trọng. Đại đội trinh sát đã hoàn thành nhiệm vụ nắm tình hình địch, tìm đường đưa trung đoàn vào tỉnh Thừa Thiên chót lọt, tìm ra quy luật hoạt động của tàu chiến địch, phục vụ đơn vị đánh tàu trên sông Hương thắng lợi. Đại đội cũng nắm chắc tình hình kẻ địch, đảm bảo cho trung đoàn tập kích nhiều đồn địch và đánh bại các cuộc hành quân càn quét của địch, diệt hàng trăm tên Mỹ. Một chiến công lớn nữa là đội trinh sát đã chiến đấu liên tục trong điều kiện rất khó khăn, ác liệt, cùng các đơn vị trực thuộc, diệt nhiều quân địch, bảo vệ an toàn sở chỉ huy trung đoàn trong thời gian chiến dịch suốt một tháng qua. Tôi thầm cảm phục anh em đồng đội, và tôi cũng cảm nhận được tình hình cam go và quyết liệt của đơn vị sau Tết Mậu Thân 1968. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.